chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì mình chính là Connie đây. Và hôm nay mình sẽ ra cái mini game ăn mừng kênh 900 subscriber nha. Và kênh của mình cũng khoảng 930 mấy subscriber rồi, mình rất là vui khi mà kênh của mình đạt subscriber rất là nhanh và được rất là nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Mình cảm thấy rất là vui khi mà được cái điều đó. Và ok, chúng ta bắt đầu vào mini game thôi. Trước khi vào mini game thì mình muốn nói một câu chuyện là kiểu kênh mình chắc vài bữa nữa đổi kênh thành kênh mini game luôn, chứ mình thấy kênh mình chơi mini game miết ấy. Nhưng mà không phải đâu mấy bạn, có đừng nghĩ là mình chơi mini game để tăng tương tác nha. Thì mình chơi mini game á là để bù của những đợt trước, giống như là 600 subscriber mình không có chơi nè, 700 cũng không chơi luôn, có mấy đợt như đâu là 300 cũng không chơi, nói chung là rất là nhiều đợt không chơi rồi, nên là đợt này mình muốn chơi bù ý. Và thì lượt lại chơi mini game mình có thể nhìn ở đây hoặc là link xuống phần mô tả. Và ok, chúng ta bắt đầu vào phần quà thôi. Phần quà đầu tiên mình tặng cho mọi người là một cái mạng thử thế này, một cái em này rất là chậm tăng luôn ha. Một em trái tim, một em chanh như thế này, một cái em bánh thế này rất là chậm tăng luôn ha. Một cái donut, một cái bánh mì như thế này ha. Một cái mạng thầu LOL như thế này, một cấp up ha. Và cuối cùng là chưa nha, cái này là em này nha, chưa có cuối cùng đâu, em cuối cùng đây. Và đây là em cuối cùng ha. Và cuối cùng là tặng một cái bóc ngô thế này ha mọi người. Rất là chậm tăng luôn ý, siêu sâu luôn đó mọi người. Và mini game bên mình là hoàn toàn free ship nha mọi người, nên là mọi người khi nhận hàng thì rất là yên tâm ha. Và mini game thì mọi người sẽ like thứ mấy và đăng ký thứ mấy chọn số ý kiến cũng như những đợt trước. Nhưng mà hôm nay mình chơi độc lạ hơn là các bạn sẽ đón hai số cuối của tờ hay cào này ha. Và đây là hay cào 10k, tại vì mình sẽ không đón tệ tiền nữa mà là sẽ hai số cuối của cái tờ này ha. Thì ok, thì nó dao động từ 10 đến 99 nha. Và hai số cuối của cái thẻ cào 10k này. Ok, ok mọi người tham gia mini game vui vẻ nha. Bye bye, bye bye. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me, thinking about what could have happened.